Các bạn trẻ đang leo cái dốc khá là nguy hiểm ha. Đến nơi đây thì mình có thể ngắm toàn bộ cái khung cảnh biển bên dưới. Đứng đây nhìn cái ngọn đồi trên cao này, giống như một cái con rùa đang hướng ra biển. Xin chào quý anh chị và tất cả các bạn ha. Mình đang tại mũi Nghinh Phong. Nghinh Phong có nghĩa là đón gió, ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu, gần ngay cái núi có tượng Chúa Giang Tây. Bây giờ mình cùng dẫn mọi người đi ra đây tham quan cái mũi Nghinh Phong này nha. Mũi Nghinh Phong nằm tọa lạc tại số 1 đường Hạ Long, cuối cái con đường Thụy Vân ở Bãi Sao. Đây là mũi đốc có cái view rất là đẹp, nằm ngay tại trung tâm thành phố Vũng Tàu. Phía trên kia là cái núi có tượng Chúa Giang Tây. Ở trên này cao, nhìn bao quát được cái cảnh biển rất là đẹp. Các bạn trẻ đang leo cái dốc khá là nguy hiểm ha. View biển tuyệt đẹp. Trên cái ngọn núi kia là mùa này là mùa hè cho nên là phượng nở rất là nhiều, một cái màu rực đỏ thắm giữa bầu trời. Cái thời điểm lý tưởng mà các bạn có thể đến mũi Nghinh Phong để tham quan và chụp hình thì cái thời tiết á chia ra làm hai mùa rõ rệt, mùa nắng và mùa mưa. Thì mùa mưa rơi vào tầm tháng 5 đến tháng 10. Phía dưới kia là trạm kiểm tra giám sát trên sông Vịnh, đây là đồn biên phòng. Mùa nắng thì từ tháng 11 đến tháng 4 thì không khí khá mát mẻ. Đến nơi đây thì mình có thể ngắm toàn bộ cái khung cảnh biển bên dưới. Mũi Nghinh Phong này đón gió 4 mùa và xung quanh tạo ra 27 tấm và hai bệnh lớn ở hướng Tây và hướng Đông, bao gồm bãi Vọng Nguyệt hay còn gọi là bãi Ổ Quắn và bãi Hương Phong. Trên này cao thoáng gió rất là tuyệt vời. Ở đây người ta đầu tư vào khai thác và phát triển thành một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất ở Vũng Tàu, với cái quy mô diện tích là 1.000 mét vuông. Mình nhớ khi xưa có một cái lâu đài hoang ở đây, hình như là sau này được xây dựng thành cái đồn biên phòng. Đây đây để lấy đã.
Trời hôm nay hơi có mây, nắng không có được đẹp lắm, nhưng mà trên này thì gió rất là mát. Đây là cái nơi mà tuyệt vời để mọi người check-in chụp hình nè. Bên kia là có cái bạch dinh hay là ngọn hải đăng gì đấy, để mình lên trên đó quay cho mọi người cùng xem ở trong video tiếp theo đây. Việt Nam mình còn nhiều nơi rất là đẹp đó. Đứng trên đây là lộng gió luôn. Khi xưa nơi đây hình như là nhà hay là biệt thự, và cũng có thể là các nhà hàng, khách sạn nơi đây. Đằng kia cũng có một cái nhà hàng bị bỏ hoang đổ nát, mình nhìn thì thấy rất là lâu. Đứng trên cái ngọn đồi trên đó cao là nhìn 360 độ view biển, thiệt là đẹp luôn. Biển trong xanh mênh mông. Nếu trên này mà được quy hoạch lại và đầu tư thêm các cái hạng mục để phục vụ cho du lịch thì rất là tuyệt vời. Mình thấy phía dưới cái chân đồi đây có một cái ngôi miếu. Cái khúc biển chỗ này thì không có các hàng quán ở đây đâu. Các hàng quán tập trung ở ngay cái bãi tắm Thị Vân. Đứng đây nhìn cái ngọn đồi trên cao này, giống như một cái con rùa đang hướng ra biển. Lúc trước và cái nhà kia chưa được tu bổ xây dựng thành cái đồn biên phòng bây giờ, thì hồi xưa là cái nhà hoang. Mình nhớ là các bạn nào quay có một cái cổng mà hay được gọi là cái cổng trời đó. Đứng trên đó là phóng tầm mắt ra ngoài biển, chụp hình ngay cái cổng trời đó, rất là đẹp. Rất tiếc là ngày hôm nay là không phải ngày mùng 1 hay rằm, vào hai cái ngày ấy thì thủy triều rút đó, mình có thể đi bộ từ bờ biển cái bãi đá này, đi bộ ra tới cái miếu Hòn Bà đó. Còn bây giờ thì nước nhiều, muốn di chuyển ra đó là phải đi bằng ghe thuyền thôi.